em là một dạng người ổn định nhưng không bảo thủ, tức là em rất là cởi mở trong cái việc em tiếp nhận và tiếp thu những cái kiến thức mới. Thành ra là khi mà mọi người nhìn mình lạc quan, mọi người nghĩ là ok mình có thể những cái à, mình có thể hơi tự tin thái quá, mình có những cái cái quyết định gọi là sai lầm khi mà mình lạc quan theo một cái hướng nó đi là gọi là một cái giấc mơ màu hồng. Nhưng mà khi mà em quyết định như vậy thì em đã qua được một cái, cái những cái cái luồng suy nghĩ mà của chính bản thân em đặt ra là những cái quyết định đó mình dựa trên cái gì Xin chào tất cả các bạn khán giả và tính giả của VN Stress và của show podcast Kế hoạch lạc quan. Hôm nay chúng ta đến với số thứ 8 của chuỗi podcast Kế hoạch lạc quan, chương trình do VN tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng bảo hiểm Sun Life. Hôm nay cũng là một cái số rất là đặc biệt với sự xuất hiện của một khách mời đó chính là Lâm Quang Nhật, thì ở đây có rất nhiều bạn khán giả và thính giả đã biết đến lâm quan nhật rồi nhưng mà thanh bình cũng muốn giới thiệu thêm lâm quan nhật hiện nay đang là đương kim vô địch của giải vô địch quốc gia bộ môn triathlon và bạn cũng đang là đồng thời là người nắm giữ kỷ lục quốc gia của bộ môn này ngoài ra bạn cũng sở hữu ba huy chương vàng một huy chương bạc tại giải châu á uh, năm 2017 bộ môn uh, bơi lứa tuổi uh, rất rất nhiều những thành tích khác nữa và rất là đặc biệt đó là lâm quan nhật cũng là một vận động viên hiếm hoi đạt được đỉnh cao với hai bộ môn đó là bơi và triathlon. Xin mời Lâm Quân Nhật sẽ gửi một lời chào đến tất cả các bạn khán giả và thính giả của chương trình podcast Kế hoạch lạc quan của báo viên Stress. Dạ thì uh, xin chào mọi người, em là Lâm Quân Nhật từ đội uh, tuyển uh, ba môn phối hợp và xin chào mọi người quý khán thính giả của chương trình uh, Kế hoạch lạc quan số thứ 8 lần này. Cảm ơn Lâm Quân Nhật rất là nhiều. Uh, như Thanh Bình đã nói thì hẳn À, rất nhiều người nhất là những ai đam mê thể thao, bộ môn bơi cũng như triathlon đã biết đến Lâm Quang Nhật rồi. Tuy nhiên là để cho mọi người hiểu hơn, đằng sau một Lâm Quang Nhật với rất nhiều những vinh quang, rất nhiều những khoảnh khắc uh, đi qua vạch đích là một Lâm Quang Nhật như thế nào. Uh, là một người ra sao thì sẽ có một xíu một câu hỏi warm up nhỏ nhỏ trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình. Thì câu hỏi warm up đầu tiên đó là uh, chắc hẳn là cái bộ sưu tập huy chương mà lúc nãy như là chị vừa kể rất rất nhiều ấy thì em có bao giờ đếm xem là ở nhà em có bao nhiêu huy chương không? À, tới năm 2017 thì em đếm đâu đó là bộ sưu tập của em là trên 800 cái 800 cái dạ. em đã trưng bày nó như thế nào? À, thật sự thì uh, trưng bày trên kệ thì uh, em có hai cái kệ và hầu như là nó đã đã xệ xuống vì ừ. cái cái sức nặng của huy chương thì hiện tại là tại vì em uh, quá nhiều nên là em phải bỏ vào những cái 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 cái, cái thao và cất nó ở một cái góc nhiều Ừ, đúng, rồi. tức là cho vào thau luôn nè. À? Yeah. <laughs> OK, đấy là những cái, những cái bộ sưu tập là những cái, tất cả những cái thành tích, tất cả chứng kiến những cái năm tháng phấn yeah. đấu của em từ yeah, năm đúng. bao nhiêu tuổi? Từ uh, từ năm 4 tuổi là em bắt đầu em thi đấu. Oh, okay. và tới năm uh, hiện tại thì uh, cái bộ sưu tập đó nó 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 khá nhiều ừ. và nó là chứng minh sống cho tất cả những cái uh, nỗ lực của mình. Câu hỏi thứ hai đó là À, là một vận động viên ấy thì chắc hẳn là Quang Nhật sẽ có một cái kế hoạch ăn uống chắc chắn dạ. là cũng rất là khắt khe để giữ form rồi để đảm bảo dinh dưỡng nhưng mà nếu mà để được chọn nó một ngày một ngày ăn tinh hay là gì đó thì ừ. Nhật sẽ chọn ăn gì? Nhà dạ, chắc chắn cái món đầu tiên em nghĩ tới sẽ là là phở, tại vì nó là một cái món uh, truyền thống của Việt Nam mình ừ. cũng như là nó theo em nó là khá là dễ, ăn ừ. thì uh, đặc biệt là nó có rất là nhiều loại ví dụ là rất là nhiều loại thịt thì uh, Em có từng có một cái bài viết nói về cái việc em coi phở giống như là một cái nguồn năng lượng chính yếu của em. luôn. Ừ. Yeah. Ok, rất à. là hay. À, như giới thiệu ở đầu chương trình, à, Lâm Quang Nhật là một vận động viên hiếm hoi, đã trải qua hai bộ môn. Không nhiều vận động viên có thể có cơ hội để thử thách với hai bộ môn như Lâm Quang Nhật. Và bơi thì gần như Lâm Nhật đã sống gần như là à, suốt quãng thời gian kể từ năm 3 tuổi. Yeah gần như là, là... Thanh xuân. <laughs> cả một tuổi thanh xuân của em ừ, đã trải yeah. qua môn bơi. Ngoài ra thì môn triathlon ấy thì là bốn năm trở lại đây nó vẫn còn rất nhiều mới mẻ, rất nhiều cái hào hức Thì nếu mà để nói là bộ môn nào khiến cho em cảm thấy thích hơn và hào hứng hơn ấy, thì em sẽ chọn môn nào? À, hiện tại thì triathlon nó là một cái sự lựa chọn hiện tại của em. Tại vì em thấy nó là một cái thử thách mới cho em cũng như là một cái cánh cửa mở ra. Em có thể là à, tiếp xúc được nhiều người hơn cũng như là có được một cái lượng kiến thức nó mới mẻ và nó, nó ừ. khoa học hơn là so với cái việc là em tập luyện bơi lội thì uh, khi mà tập luyện bơi á, thì cái cự ly em thi nó là đã dài nhất của hồ bơi rồi ừ. nhưng mà tới với ba môn thì cự ly ngắn nhất nó vẫn là đâu đó khoảng hơn một tiếng tức là nó gấp ba gấp bốn lần cái cự ly em thi đấu ở môn bơi thì em thấy nó 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 khá thử là dài, nó, nó thử thách mình hơn ừ. và em thì em thích đương đầu với những cái thử thách đó Ok. Có nghĩa là bộ môn triathlon với rất nhiều thử thách mà Nhật vẫn đang là 4 năm vừa rồi và hành trình cũng chưa dài lắm. Yeah. Đang đứng ở ngưỡng cửa đây cảm giác vẫn còn rất là hào hứng, đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Câu hỏi tiếp theo đó là cái chủ đề của chúng ta hôm nay là kế hoạch lạc quan. Thì nếu vấn đề chấm điểm cho cho chính mình ở trên thang điểm 10 về cái mức độ lạc quan của bản thân thì Nhật thấy tự cho mình mấy điểm? À, nếu là bạn thân em về những năm nhiều năm về trước thì em nghĩ là mức độ lạc quan em chỉ là một điểm thôi. <laughs> dạ yeah, thì nó khá là bất ngờ nhưng mà rất là bất ngờ luôn, tại sao lại uh, lại một điểm uh, thì nó có những cái câu chuyện mà mình thấy nó hơi tiêu cực về cái cuộc sống này nhưng mà từ khi mà em bắt đầu em uh, nghỉ bơi em uh, bước ra một cái cánh cửa mới hơn em đi làm và em thấy được những cái bài toán mới những cái lời giải mà cho cái việc mà đi tập luyện của mình thì em thấy là em lạc quan hơn rất là nhiều từ cái tư duy cũng như là những cái, cái dạng kiến thức mà mình tiếp thu được và mình coi nó là một cái phần mình có thể thay đổi được cái cuộc sống mình Một cách tốt hơn Nói tóm lại bây giờ là mấy điều? À, hiện tại thì em có thể tự tin chắn mình điểm. điều à, ừ. Từ thái cực này thái cực kia Rất là dạ. hay Lát nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi sâu hơn Chi tiết hơn về cái điểm 10 này nhé Còn cái câu hỏi tiếp theo ở cái phần warm up này à, Đó là à, Nếu mà những ai mà theo dõi Nhật đủ lâu Thì sẽ thấy rằng là Nhật có một cái Phong cách nói chuyện với cái mức độ chuyên nghiệp trong cách truyền tải thông tin ấy, Thì ngày càng đi lên thì mọi người sẽ hỏi là ông không biết là là Nhật đã học hỏi cái điều này từ đâu à, thì may cho em là cái cái con đường em đang đi là em đi theo hướng uh, sư phạm thể dục thể thao thì trong cái uh, môi trường đó sẽ cho em một cái cái bộ môn đó là giao tiếp sư phạm ừ. thì từ đó em thấy bộ môn này rất là hay và em muốn là uh, có một cái cái sự truyền đạt nó tốt hơn nó dễ hơn để người nghe cũng như là những cái người xung quanh mình có thể là nắm bắt được những cái thông tin đó một cách chính xác nhất cảm ơn lâm quan nhật rất là nhiều và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo bởi vì rất nhiều người rất nhiều khán thính giả của chúng ta sẽ chờ đợi à, đằng sau lâm quan nhật là những cái thông điệp và những cái trải nghiệm gì sau một cái hành trình rất rất là dài lâm quan nhật đã đồng hành đã gắn bó với hai bộ môn thể thao à, và những câu chuyện của nhật sẽ chia sẻ về cách bạn lên kế hoạch để có thể chinh phục cả hai bộ môn như thế nào và cái tâm thế lạc quan mà như Nhật nói là từ điểm 1 lên điểm 10 chắc hẳn là sẽ sẽ có rất nhiều cái câu chuyện thú vị đằng sau. Xin mời tất cả các bạn khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần chính của chương trình. Các bạn đang nghe podcast Kế hoạch lạc quan do Vien Express thực hiện với sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life. Ở à, đầu tiên thì Nhật có thể chia sẻ kỹ hơn là những cái khoảng những cái quãng thời gian mà bạn đã chấm điểm một cho bản thân ấy thì có lý do nào đằng sau hay không có câu chuyện nào uh, khiến cho bạn cảm thấy có thể là được từ bi quan được không uh, và sau đó cái hành trình bắt đầu đi lên đi lên đi lên nó như thế nào à, thì uh, em có kể là tại vì cả một cái cuộc đời tuổi trẻ của em là gắn liền với bộ môn bơi thì ngoài bơi ra mình không có một cái kiến thức nào về xã hội hay là một số kiến thức về về kiểu đời sống thì khi mà mình tiếp nhận một cái thông tin một cái sự kiện nào đó tới với mình thì mình thấy nó rất là là khó chịu nó rất là lạ đấy thì đa số mình sẽ hướng về cái 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 suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn thì từ đó em thấy kiểu mình rất là nặng nề trong cái việc là đối xử hàng ngày từ cái điểm bi quan đó thì em thấy là cuộc đời em nó hơi xui xẻo nhiều và em thấy là mình kiểu có thể là chán nản hơn là mọi người khác là mình cứ quanh đi quẩn lại kiểu cứ một cái môi trường bơi đấy không mình cũng không có tiếp xúc với ai nhiều thì mình thấy kiểu cuộc đời mình nó không có được nhiều cái giá trị à, từ đó là em thấy kiểu là ok mình chỉ có một điểm ở cái mức điểm lạc quan thôi nhưng mà kể cả lâm quân nhật đã trải qua rất nhiều đã mang về rất nhiều vinh quang cho tổ quốc uh rất nhiều tấm huy chương vàng và chương bạc tại các kỳ sea games yeah. thì mọi người tự hỏi rằng là tại sao một người mà đã chạm những cái đỉnh vinh quang như vậy mà vẫn vẫn cho rằng là mình uh, như nhật vừa nói à, thì khi mà chị thấy được những cái hào quang khi mà một vận động viên có thể lên được cái 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 đỉnh cao đó thì mọi người chỉ thấy là à, vận động viên này được thưởng được uh, tung hô được uh, mọi người uh, đón nhận cái thành tích nó rất là tốt nhưng mà thật sự để có được cái cái giá trị thành tích đó thì tụi em đã mất khoảng hơn năm 10 năm để có thể xây dựng những cái nền móng nhỏ từ cái việc là tập uh, những cái cố gắng hàng ngày mà không được uh, ai quan tâm tới. Dạ. Yeah. Nên là nói là những cái gốc khuất của thể thao sau sau một cái cái quá trình dài mà mình có thể là đạt lên được cái đỉnh đó. Và đâu là cái khoảnh khắc mà Nhật nói ra là, ok, tôi phải thay đổi. Đấy là đấy là do tự bản thân mình muốn thay đổi hay là do có một cái gì đó tác động đến khiến mình cho rằng là mình phải vượt qua cái tâm lý này thôi. À, thì đỉnh điểm là cái năm mà em bắt đầu em nghĩ bơi lội là năm 2018. Thì khi mà em bước ra ra ngoài xã hội, em bắt đầu em đi chạy xe giao công nghệ và cũng như là làm một số cái công việc khác thì em mới được cơ hội để em tiếp xúc được nhiều đối tượng mọi người hơn, tức là nhiều cái tầng lớp xã hội hơn. Thì từ đó mình mới thấy là những người mà họ có một cái địa vị nhất định, họ cho mình được những cái suy nghĩ nó tích cực hơn và những người họ một cái địa vị thấp hơn họ cho mình được một cái cái góc nhìn là mình chưa từng thấy tới thì từ đó em mới thấy là ok mình có thể hướng tới một cái 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 lối sống tích cực để mình có được một cái suy nghĩ mà thoát ra khỏi những cái cái khó khăn đó bằng một cái cách nó vui vẻ hơn thì từ đó em mới bắt đầu em thay đổi cái suy nghĩ của em theo một cái chiều hướng tích cực ví dụ là thay vì em chọn là nhìn vào cái góc nhìn gọi là xui xẻo là và mình bị mất này mất kia thì mình nghĩ là ok nó có thể tệ hơn nữa thì từ đó mình thấy à, nó cũng nhẹ nhàng hơn kiểu tâm lý mình nó cũng sẽ thoải mái hơn để mình vượt qua những cái miếng cố đó năm 2018 từ lúc đấy yeah. nhật 21 tuổi yeah. đúng không? thì ở lúc đấy cái 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 quyết định của mình đấy là do bản thân nhật tự quyết định hay là có thêm bố mẹ động viên hoặc là nhật có phải rất là khó khăn để đưa một quyết định chị nghĩ là quan trọng bậc nhất của đời em lúc đấy Dạ, đúng là là quyết định năm đó nó nó thật sự là nó khó khăn nhưng mà cái cái quyết định duy nhất mà em muốn nghĩ và nó là chiếm ưu thế đó là cái việc em muốn nâng cao cái trình độ của mình bằng việc là em đăng ký vào đại học ừ. Dạ thì năm đó là em muốn em trao dồi thêm về kiến thức cũng như là những cái, cái cái kinh nghiệm tư duy thì từ đó em mới bắt đầu là em xác định em nghỉ để em bước ra một cái cái cánh cửa nó mới hơn ừ tức là từ trong một cái môi trường bơi, tức yeah. là nó nhỏ hẹp, lâu nay mình chỉ có biết có chỉ tập luyện thôi chỉ tập chỉ có yeah. nước như một chú cá bây yeah, à giờ mình bơi ra ừ. biển lớn yeah. à, thì em đã như em nói là có rất nhiều góc nhìn mới này, tiếp xúc rất nhiều uh, người trong xã hội cả những người mà uh, yeah. ở cái vị thế rất là cao và những người rất là bình thường trong xã hội này như bao người thì mang đến cho em những góc nhìn khác. Tuy nhiên thì làm sao để mình có thể xây dựng được một cái tương lai, một cái kế hoạch để khiến cho mình này càng phát triển bản thân hơn, cũng như là xác định cái cái hướng đi sắp tới của em. Dạ Thì uh, giống như em nói là em muốn có một cái cái suy nghĩ nó tích cực hơn, cũng như là một cái tư duy để mình đối đầu với những cái cái câu chuyện mà mình thấy là nó 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 khiến mình trùng bước. Thì chỉ có cái hướng tích cực nó sẽ khiến cho mình có được một cái cuộc sống nó dễ chịu hơn. Nên là từ đó em mới bắt đầu em thay đổi từ từ cái tư duy của chính bản thân mình và cái và cái khoảnh khắc mà khi em cái lúc mà em đánh giá em được được 10 điểm ấy đó là lúc nào à, đó là gần thời điểm hiện tại khi mà em thấy là à, vượt qua những cái câu chuyện gọi là là những lời đồng thổi cũng như là những cái định kiến của mọi người khi mà mình có những cái sự uh, thất bại những cái sai lầm thì uh, mọi người thấy là nó cái câu chuyện đó là mình cái lỗi của mình nó quá nặng nó như thế này như thế kia thì khi mà mình đối đầu với những cái câu chuyện đó mà mình tiêu cực thì em nghĩ là mình sẽ khó vượt qua được. Nên là em sẽ suy nghĩ theo một cái hướng tích cực hơn. Đó là em chấp nhận cái sự thất bại đó và nó là một cái bài học rất là tốt cho em sau này. Để mình có thể là còn một cái hướng phát triển nó cao hơn nữa. Tức là mình còn sai là mình còn sửa được. Và mình còn phát triển lên cao hơn được nữa. Tức là mình sẽ xây dựng sự lạc quan yeah. từ một cái câu chuyện mà nghe có vẻ không được lạc quan cho lắm. Dạ. Yeah cái 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 chia sẻ của Lâm Quang Nhật khiến cho chị nhớ đến những cái số phải khắc mà nó không phải là vinh quang mà nó là những thử thách với Lâm yeah. Quang Nhật vào những cái thời điểm mà Nhật cũng bắt đầu lại với một bộ môn hoàn toàn mới yeah. là triathlon thì Nhật có thể chia sẻ là những cái tâm thế của lạc quan đó đã giúp cho Nhật đi qua những cái khó khăn của những ngày đấy như thế nào không? À, thì bước đầu tiên thì mọi người cũng có những cái định kiến là tại sao em đang trên đỉnh vinh quang của một bộ môn mà em lại quyết định em rời bỏ để em bước tới một cái cái con đường mới hơn thì lúc đầu mình cũng bị đắn đo bởi những cái 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 lời đồng thổi đó những cái câu chuyện ngoài lề đó thì uh, em vẫn vì cái cái tư duy lạc quan đó thì em nghĩ là à, em mở tới một cái cánh cửa nó mới hơn và nó sẽ tốt hơn cho em thì em tự tin hơn với cái quyết định của mình và sau đó là khi mà trở lại với một bộ môn mới thì vẫn có những cái câu chuyện khi mà mọi người nhìn thấy mình bắt đầu thì em cũng như bao người cũng có những cái thất bại, những cái chấn thương ngoại múa và và cách họ nhìn mình theo một cái hướng tiêu cực là ờ à, mình tập sai, mình à, không có nghiêm túc hay là mình không có một cái tương lai để mình phát triển thì à, đối với em cũng là một cái tư duy đó thì em lại thấy là em càng sai thì em càng có một cái để em tốt hơn. Em còn phát triển được nữa và em có thể là à, mình dựa vào cái sai đó mình để mình tìm ra cái lỗ hỏng để mình sửa Thì nó sẽ tốt hơn dần hơn mỗi ngày Và ngoài ra là cái đỉnh điểm là ở SEA Games vừa rồi uh, Em quyết định em dừng lại khi mà mọi người nói là em uh, Em không có tinh thần thể thao, không fair play Rồi uh, khá là nhiều chuyện uh, đồn thổi sau đó Thì em biết là cái bản thân em có một cái quyết định đó là rất là chính xác Là vì em biết là cái cơ thể em nó không ổn định giới hạn của bản thân, mình dạ. hiểu rõ giới hạn. Dạ, thì sau cái cái câu chuyện đó là em bắt đầu em đi tìm hiểu về cái 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 bệnh lý của mình, cũng như là em đi gặp uh, bác sĩ cũng như là khắc phục những cái cái vấn đề đó, thì em có thể trở lại tốt hơn sau đó ở một cái giải vô địch quốc gia hai tháng sau đó và em vẫn giữ được cái cái ngôi bực của mình. À, cái thành tích mà nhà vô địch của giải vô địch quốc gia triathlon là một cái câu trả lời rất là sang bén cho tất cả những cái lời đồn thổi trước đó. Yeah. À, hiện nay thì Nhật đã gọi là đã hài lòng với những cái thành tích của mình ở ba môn chưa? kể cả khi mà chắc chắn là Nhật bây giờ đang không có đối thủ rồi đang là đơn kim vô địch ở bộ môn Montreal ở Việt Nam rồi. Thế nhưng mà mức độ hài lòng của mình như thế nào? Thực ra là hiện tại em chưa có hài lòng và cái cái mức độ chấp nhận của em có thể nó sẽ cao hơn người thường à. ở cái lĩnh vực thể thao này. Tức là khi mà em làm một cái con vấn đề gì, một em tập một cái cái bộ môn nào, em đều muốn là mình có thể đẩy nó đi theo một cái hướng nghiêm túc và khoa học nhất. Thì cũng như là em làm thì em làm cho tới. Thành ra là em sẽ quyết định là em sẽ bơi ra biển lớn, em chọn cách là em đi học hỏi những cái nước phát triển. Rồi, để em coi là mình thua thiệt ở chỗ nào, từ đó mình mới tìm cách khắc phục. Trong suốt cái hành trình mà sự nghiệp thể thao của Lâm Quang Nhật từ năm 4 tuổi đến nay thì Nhật chọn cho mình những cái phương châm như thế nào để có thể kiên trì theo đuổi bộ môn vì thực tế mà nói thì cũng đã có những người mà cũng không đồng hành được lâu dài với bộ môn này rất là khắc nghiệt tuổi nghề rất là ngắn vân vân thì riêng Nhật thì sao Nhật sẽ tâm điện cho mình những cái gì để có thể kiên trì được từ đấy đến nay em thì theo một cái chủ nghĩa là đã làm đã tốn thời gian thì nó phải cho một cái kết quả và em không làm thì thôi em làm thì phải cho nó đúng cho nó tốt nên là cái tâm niệm nó nó luôn đi với em là ok mình đã xác định mình bỏ thời gian ra mình tập mình thi đấu thì mình phải có được một cái thành tích mà mình thấy được tức là nó có thể là không tốt với với lại những người khác nhưng mà đối với em thì đó là cái mức độ cố gắng ừ. hoàn toàn của em là tối đa rồi và em tự tin là ok mình mình đã cố gắng hết sức cho cái cái thời gian mình bỏ ra rồi ừ với cái tâm thế mà uh, quyết tâm 100% khả năng yeah. thì chắc hẳn là cái như Nhật vừa nói cái uh, sự cố sau Sea Games cũng tác động đến Nhật như thế nào chắc là chị đoán thôi là cũng không có quá nhiều để có thể mình lại đứng dậy và mình vươn đến những mục tiêu tiếp theo đúng không? Dạ, yeah. Thì sau Sea Games đó là em mất khoảng uh, một vài tuần thôi để chấn chỉnh lại những cái tâm lý của mình cũng như là cái tư duy của mình để mình tiếp tục bước tiếp với những cái cái uh, con đường phía trước cũng như là em nghĩ cái phần thể thao này nó gọi là tích lũy thì ví dụ mình đã tập được mình đã tích lũy được thì tại sao mình không thi đấu được thì nó là có những cái sai lầm thì mình tìm cách khắc phục được những cái sai lầm đó mình thay đổi để mình thể hiện ra được là một cái một cái giải khác mình có thể là thay đổi bằng cái cách là mình thi một cái giải khác để mình thể hiện ra được là đây đây là những cái kết quả mà mình đã tập luyện trong một cái khoảng thời gian đó các bạn đang nghe podcast Kế hoạch lạc quan do Viên Express thực hiện với sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life. Và trong cái phần đầu tiên của chương trình chúng ta đã tìm hiểu về cái uh, tâm thế lạc quan của Lâm Quang Nhật uh, không phải tự nhiên mà có đã trải qua một hành trình rất rất dài. Từ khi mà Nhật bắt đầu với thể thao năm 4 tuổi và đến tận năm 21 tuổi thì Nhật mới gọi là uh, tìm thấy một cái hướng đi cho mình để có thể giải phóng bản thân và tìm thấy một cái uh, tương lai lạc quan cho bản thân Nhật để có một Lâm Quang Nhật, một đương kim vô địch của bộ môn triathlon của ngày hôm nay. Trong phần thứ hai thì chương trình rất muốn tìm hiểu về cái cách mà Lâm Quang Nhật đã lên kế hoạch như thế nào. Để có thể có được những cái thành công Cũng như là để hướng đến một tương lai sau này nữa Còn rất rất nhiều những cái thành tích trong tương lai nữa à, Thì theo con Nhật ý, thì cái lạc quan có cần phải lên kế hoạch hay không? À, theo em nó đến từ cái việc cái tư duy của mình Và mình tập để mình thay đổi tư duy Thì uh, nếu mà theo chị cái đó gọi là kế hoạch Thì đúng mình cần có một cái kế hoạch để mình thay đổi được cái tư duy của mình bằng cách là mình sẽ thay đổi từ 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 những cái 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 góc nhìn của mình, mình thay đổi góc nhìn, thay đổi về cái cách nhìn nhận uh, mọi thứ, thay đổi về uh, <laughs> cái định hướng suy nghĩ của mình về cái vấn đề nào đó, mặc dù cho nó tiêu cực hay là tích cực. Nếu mà theo Lâm Côn Nhật ấy thì bản thân bạn hiện nay vẫn còn đang đi học sư phạm và vẫn chuẩn bị yeah. tốt nghiệp, uh, thì trong cái quá trình mà uh, học hỏi trong quá trình rèn luyện thể thao thì những cái hành trình nào mang đến cho nhật cái sự chuyển hóa mạnh mẽ nhất và như nhật vừa nói à, thì khi mà mà qua cái cái môi trường uh, giáo dục thì em mới thấy là à, ngoài ngoài kia vẫn có rất là nhiều bạn trẻ đang có một cái cái định hướng về thể thao chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn thì từ đó em mới thấy là ok có thể là mình đang đúng thời điểm rồi là thời điểm mình phải làm mọi thứ nó tốt hơn, nó chỉnh chu hơn thì từ đó em mới nhiều nhiều có nhiều động lực hơn để em tiếp tục em bước đi trên cái con đường này uh, hiện nay nhật cũng đang là một huấn luyện yeah. viên cho các em thì nhật có có truyền tải cho các em những cái gì mà mình đã 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 thu nhận được về việc là về các em đang gắn với thể thao giống như là nhật trước yeah. đây thì nhật có rất kinh nghiệm gì từ chính bản thân mình để có thể uh, giúp các em sẽ có được những cái uh, hệ tư tưởng và những cái tư duy nó sẽ cởi mở hơn so với chính mình ngày xưa dạ yeah, thì uh, khi mà em đi làm huấn luyện viên thứ nhất là em uh, hướng mọi người tới một cái tương lai là xác định rõ là mọi người cần gì ở em và mọi người muốn gì khi mà mọi người tới học với em và cũng như là những em nhỏ thì em nghĩ là gia đình là là chính yếu chứ những em đã chưa có được một cái cái suy nghĩ nó chính cháo thì em sẽ cố gắng là hướng dẫn cũng như là chia sẻ tường tận những cái quá trình mà em trải qua để cho các em thấy là ok uh, cái hướng đi này của các em nó như vậy thì nó có có vui không nó như thế nào thì cái góc nhìn nó là góc nhìn thật thật của em bản thân em thì từ đó em mới cho các em đó nhận biết được là, là thay đổi là có nên đi theo hay không thì cái quyết định vẫn là ở gia đình em cũng như là các em thì mình chỉ là một người định hướng hoặc là một người vẽ ra một cái kế hoạch để cho các em đi theo thôi còn khi mà em dạy với những anh chị lớn cũng như là những người mà đã có một cái lượng kiến thức cũng như là kinh nghiệm nhất định thì uh, ngoài cái việc em học hỏi được ở mọi người thì em hướng dẫn cho mọi người là uh, cái việc mọi người làm cùng một cái khoảng thời gian đó thì làm như thế nào là nó hiệu quả nhất thì cá nhân em thì em thấy là mọi người cũng có những cái feedback nhất định là về cái cái hướng đi của em là nó rất là tốt thì em cũng càng ngày càng tự tin hơn với những cái quyết định của mình bởi vì bản thân thể thao cũng là một cái nghề mà có tuổi nghề không dài so với các nghề khác. Cái thời kỳ đỉnh cao của mình cũng sẽ sẽ tương đối ngắn thôi. Thì Nhật lên kế hoạch cho bản thân như thế nào? Hiện nay thì chắc chắn là Nhật vẫn đang trên đỉnh cao rồi nhưng mà 3 năm tới, 5 năm tới và xa hơn thế nữa thì là gì? À, hiện tại thì em đã có một cái uh, cái con đường là em muốn đào tạo một cái đội trẻ cũng như là em muốn đào tạo một cái dạng là uh, huấn luyện viên đi có thể đi cùng em để hướng dẫn những cái cái đội tuyển bơi trẻ khác và em cũng đang trên con đường cố gắng học hỏi để có thể là làm một cái huấn luyện viên ba môn ở trong tương lai thì đó là cũng là một cái 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 cách để em có thể là lên kế hoạch cho cuộc đời mình là ở vài năm nữa em có thể trở thành một huấn luyện viên cũng như là một chuyên gia để có thể là tư vấn cho các em cũng như là những anh chị khác về cái con đường cũng như là cái định hướng về tập luyện nó như thế nào là hiệu quả và nó khoa học hơn nếu mà để chia sẻ kỹ hơn về quá trình tập luyện của Lâm Quang Nhật thì giống như Nhật nói rằng là ở trong nước phong trào chưa phát triển lắm thì trong quá trình tập thì liệu có lúc nào Nhật cảm thấy mình cô đơn không bởi vì người tập cũng ít mà thầy dạy cũng ít à, bản thân em thì cô đơn nó là một sự lựa chọn à, thì cái việc tập luyện thì ai cũng sẽ hiểu cái câu chuyện khi mà muốn lên tới đỉnh minh Quang thì sẽ có những cái giây phút mà chỉ có bản thân mình với lại cái sự nỗ lực thôi là bản thân mình sống trong một cái 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 khoảng không mà sẽ không ai hiểu được cái vấn đề đó thì uh, khi mà mình tập tới một cái cái với huấn luyện viên này nhưng mà mình lại không có những cái bạn tập cùng thì từ đó mình sẽ không có được cái cái sự cạnh tranh cũng như là dẫn dắt thì bắt đầu mình sẽ cảm thấy là mình chưa đủ mình còn thua thiệt thì bắt đầu em sẽ phải đi kiếm những người tập cùng em cũng như là một cái cái cộng đồng nó lớn mạnh để mình có thể là à, mình thấy được là người ta hơn mình như thế nào từ đó mình rút kinh nghiệm cho bản thân để mình phát triển hơn, cũng như là em kiếm được những huấn luyện viên khác tốt hơn và và chuyên nghiệp hơn từ trong suy nghĩ và à, họ cho em được những cái góc nhìn nó khoa học hơn là à, phải coi được những cái thông số nó như thế nào là là đúng và coi nó và nó phát triển theo cái hướng là mình nhìn số thì con số nó nó rất là là chính xác và nó cụ thể thì từ những cái số đó mình có thể là đi được nó tốt hơn nó dài hơi hơn là chỉ việc so về cái cảm giác của bản thân thôi cũng là về cái câu chuyện mà nghề nghiệp thể thao là một nghề rất là đặc thù về cái rủi ro chấn thương có thể gặp bất cứ lúc nào thì không biết là lâm quang nhật có một cái kế hoạch nào để mình quản trị cái rủi ro này không Ờ à, kế hoạch thì mình sẽ phải khoa học hơn Thứ nhất là khoa học nó sẽ giúp cho mình có được những cái bài tập nó chính xác, nó hiệu quả. Cũng như là nó sẽ hạn chế được mức tối đa những cái chấn thương mà mình có thể mắc phải. Cái thứ hai là em sẽ phải uh, dành thêm thời gian cho cái việc uh, khởi động. Ừ. Tại vì khởi động để cho những cái cơ sụp khớp mình nó 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 nóng lên và nó có thể là tập được một cái cường độ nó cao hơn. Ừ. Yeah. Ngoài ra thì uh, cuối những cái bài mà tập luyện á, thì cái việc uh, tập dẻo cũng như là căng cơ nó sẽ giúp cho cái quá trình cơ mình nó hồi phục cũng như là nó có cái cái mức độ linh hoạt của cơ nó sẽ khiến cho mình nó ổn định hơn ừ. cái cái phần uh, tập luyện này. Ừ. Thì trong thể thao là chấn thương hay là gọi là những cái thậm chí dẫn đến việc là ngừng ngay tạm ngừng thi đấu là điều mà không ai muốn nhưng mà thực tế vẫn có xảy ra. Yeah. Thì Nhật có bao giờ chuẩn bị một, cho mình một kịch bản như vậy không? À, thì à, em nghĩ sẽ không ai nghĩ tới một cái 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 phần tiêu cực nhưng mà bản thân em em đã từng nghĩ tới những cái tiêu cực nhất để mình biết đường mình tránh cũng như là mình chọn được những cái hướng đi nó tốt hơn thì em đã từng nghĩ là à, thế chấn thương nó sẽ như thế nào và em uh, tìm cách trị ra sao thì trước khi gặp chấn thương em đã kiếm được một số nơi uy tín cũng như là một số bệnh viện có thể là hỗ trợ cho em để giải quyết những cái chấn thương đó ngoài ra thì trong quá trình tập luyện em có uh, kiếm một số chỗ để gọi là massage thể thao. Để họ có thể là căng cơ để giảm thiểu những cái, cái khả năng chấn thương cho mình ừ. thì em đã có những cái list những cái danh sách đó để em dự phòng cái này có phải là rút ra bài học từ cái chấn thương trong quá khứ đúng không? Dạ yeah, em uh, một bài học đắt giá đó <laughs> Nhật có thể kể về này được không? Tức là một cái gọi là một cái nút trầm trong sự nghiệp của Nhật có lúc mà mọi người nói rằng là chắc Nhật không thể bơi được nữa cái chấn thương này lần đó là em uh, em bất tải là gọi là sắp liệt gần như là liệt tại vì uh, cái việc đi đứng uh, ngồi nằm nó ảnh hưởng khá nhiều thì chị cứ nghĩ là từ việc ngồi chuyển sang nằm em mất 15 phút 20 phút chỉ để là kiếm một vị trí và hỗ trợ tay chân cũng như là người khác để để có thể nằm và ngồi dậy đến đến năm bao nhiêu nhỉ? Dạ năm em uh, 2017 và 2018 dạ nó nó tái đi tái lại và năm đó thì em bước ra một cái cánh cửa khác với lại một số cái điều tiêu cực đó thì em nghĩ là tại sao em lại uh, uh, chấn thương bắt đầu em mới tìm hiểu kỹ hơn để uh, tìm những cái biện pháp tránh cũng như là chữa trị nó như thế nào thì em mới bắt đầu với cái việc là đi kiếm chỗ uy tín để em uh, chữa trị cái chấn thương đó cho dứt điểm thì sau này những cái cái nốt trầm đó cho em được một cái bài học là em sẽ phải trị dứt điểm những cái chấn thương cũng như là những cái khuất mà mình gặp phải và không để nó dây dưa áp lực là gì khiến cho Nhật phải hoàn thiện quá nhiều như vậy một cái thành tích nào đó hả? Yeah, dạ thì áp lực thì bảo vệ cái tấm huy chương đó những cái mà mà hào quang mà mình đã nói từ ban đầu á tức là tụi em có một cái áp lực về thành tích là tụi em phải bảo đảm được những cái thành tích của bản thân mình và ngay cả bản thân em thì em không có muốn uh, gọi là thua bản thân thì ngày càng em càng muốn mạnh hơn nữa ngày càng em muốn nhanh hơn nữa thì từ đó em thúc đẩy bản thân đi vượt qua những cái giới hạn đó và về dinh dưỡng của mình thì lại không đủ, Thành ra là cái cơ thể mình nó trong cái giai đoạn đó nó bị suy nhược, Thành ra là là nó sập ngủ luôn. Theo à. trước giai đoạn 2017 thì đúng là rất nhiều vinh quang đến với Nhật, yeah. hai huy chương vàng SEA Games, một huy chương bạc SEA Games liên yeah. tiếp năm 2013, 2015, 2017. Chúng ta đang ở những ngày đầu năm 2024 và đang ở trước ngưỡng cửa 2024 rồi. Thì Nhật sẽ nhìn lại năm 2023, Nhật thấy rằng là mình đã hoàn thành được những mục tiêu của mình hay chưa? và đặt ra những mục tiêu mới cho năm 2024 như thế nào? À, hiện tại thì em sắp sửa chuẩn bị với một cái kế hoạch là em đi ra Thái để tập huấn với lại huấn luyện viên Đức thì uh, em khá là hài lòng về, về cái kết quả em đạt được trong năm 2023 cũng như là cũng có những cái tiếc nối những cái điều mà mình chưa làm được thì uh, em nghĩ đó là một cái, cái cái kinh nghiệm cho em để em bắt đầu một cái năm 2024 nó tốt hơn năm 2023 là Nhật đã vô địch quốc gia rồi và bạn đang đương kim vô địch thì điều yeah. mà chưa hài lòng như Nhật nói thì là gì? là có những cái giải mà gọi là ví dụ là như là Ironman ở tháng 11 ở phú quốc thì có những cái giải em đã gọi là a race tức là em đã tập trung hoàn toàn về kinh phí về chi phí cũng như là đầu óc và cái khối lượng tập luyện và mình dồn tất cả vào một cái giải đó và em gặp những cái sự cố nó ngoài ý muốn thì từ những cái sự cố đó thì thay vì buồn phiền cũng như là than trách thì em nghĩ là em có được những cái bài học đắt giá mà em chưa từng có trong một cái 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 khoảng thời gian em tập luyện trước đó em chưa từng thấy nó nên là em có được cái bài học đó thì em rất là vui tại vì mình có được một cái cái sai để mình sửa vui kể được khi sai dạ vui vì mình có được cái kinh nghiệm cái bài học nó đắt giá những cái định hướng của nhật ấy, nhật đã đặt niềm tin một trăm phần trăm vào nó chưa à nhà dạ, tin chứ <laughs> khi mà mình quyết định mình đi thì em đã tin tưởng là cái những cái quyết định em làm đúng thì đôi khi nó sẽ có những cái khúc uh, mắc những cái vấn đề mình gặp phải trên cái đường đi của mình thì em vẫn mong là em có được một cái tâm thế sẵn sàng để em đón nhận những cái sai lầm đó. và tâm thế lạc hoa yeah. cảm ơn Lâm quân nhật rất là nhiều và sau cái chia sẻ vừa rồi ấy, thì Lâm quan nhật uh, có rất nhiều cái mục tiêu rất nhiều cái bước cho tương lai còn nếu mà để nói tóm gọn lại cho cho hành trình đã qua cũng như hành trình sắp tới thì nhật cho rằng là đâu là cái điều gì mà quan trọng nhất mà bây giờ nhật nhìn lại và nhật cảm ơn chính mình đã giúp nhật vượt qua cái hành trình vừa rồi Dạ thì chắc em phải cảm ơn cái sự lạc quan đã giúp em đã nhìn lại một cái quá trình mà mình đi qua và vì cái sự lạc quan đó mà mình đã không từ bỏ sau câu chuyện ngày hôm nay thì chắc hẳn tất cả chúng ta đã có thêm rất nhiều cái thông điệp, rất nhiều cái chia sẻ từ Lâm Quân Nhật. Để kết lại chương trình thì xin mời Lâm Quân Nhật sẽ có một số cái chia sẻ với các khán thính giả chúng ta ngày hôm nay. À, thì uh, em mong muốn mọi người uh, bắt đầu tập luyện thể thao ở năm 2024 một cách uh, vui vẻ hơn, khoa học hơn để hạn chế được những cái chấn thương ngoài ý muốn cũng như là mình có thể là thấy được cái niềm vui khi mà mình cân bằng giữa thể thao cũng như là những cái công việc những cái áp lực cuộc sống hàng ngày yeah. cảm ơn lâm nhật rất là nhiều à, cái sự cân bằng đấy chính là một cái điều rất là quan trọng mà lâm văn nhật đã rút ra À, suốt một quãng thời gian rất là dài và giống như câu chuyện chúng ta vừa nghe. Cảm ơn Lâm Quân Nhật hôm nay đã đến với chương trình podcast Kế hoạch lạc quan. Chương trình do VN Express tổ chức với sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life và mong tất cả các bạn khán thính giả sẽ có một năm 2024 như Lâm Quân Nhật nói sẽ uh, mạnh khỏe hơn, sẽ vui vẻ hơn và sẽ lạc quan hơn và sẽ hoàn thành tất cả những cái mục tiêu của mình trong năm 2024. Mọi đóng góp và chia sẻ của quý khán thính giả xin vui lòng gửi về địa chỉ hòm mail podcast podcast@vnexpress.net hoặc số điện thoại 084 666 0123. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Là quan, đầu chỉ là một thái độ sống, là bắt đầu mà không e ngại điều sẽ đến, là quyết liệt theo đuổi điều mình tin, là sẵn sàng vất vả để vươn xa. là quan từ hành động hôm nay mà có, từ hoạch định lý trí lẫn con tim là niềm tin mở từ kế hoạch lạc quan sống khi ta có kế hoạch để sẵn sàng sinh life kế hoạch lạc quan